di căn hạch vùng của các thông số chuyển hóa và tính không đồng nhất của khối u trên FDG PET-CT ở bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ do thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Hải Nguyễn trình bày. Xin mời chúng ta giữ, chúng ta còn 10 phút. Em xin kính thưa thầy chủ tọa đoàn cùng toàn thể các quý vị đồng nghiệp. Sau đây thì sau đây em xin trình bày đề tài của em về mối liên cứu mối liên quan giữa các tính không đồng nhất và chỉ số thông số chuyển hóa và tính không đồng nhất của khối u với tình trạng di căn hạch vùng ở bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ. Chúng ta biết là ung thư phổi là một ung thư có tỷ lệ mắc và tỷ lệ tử vong hàng đầu. Và hiện nay thì nội soi trung thất sinh thiết hạch là tiêu chuẩn vàng trong chẩn đoán di căn hạch. Tuy nhiên thì kỹ thuật này khó có thể triển khai rộng rãi được bởi vì nhiều yếu tố. PET-CT thì chúng ta có cái giá trị rất cao trong chẩn đoán giai đoạn. Tuy nhiên thì độ nhạy và độ đặc hiệu trong chẩn đoán di căn hạch vùng thì còn chưa được cao. Bởi vì là ở Việt Nam cũng như các nước Đông Á cũng thì cái tỷ lệ hấp thu FG tại các hạch bạch huyết lành tính thì gặp khá là nhiều và gây khó khăn trong chẩn đoán. Và hiện tại thì vẫn chưa có phương pháp chẩn hóa để phân tích kết quả. Việc sử dụng giá trị SOV là một cái chỉ số bán định lượng thì nó bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố và nó không thể cung cấp đầy đủ thông tin chuyển hóa của khối u. Và các chỉ số định lượng trong hình ảnh PET-CT thì như bao gồm MTV, TLG và cái hệ số biến thiên đại diện cho cái tính không đồng nhất của khối u. PET-CT thì nó mang lại nhiều thông tin và có ý nghĩa trong việc dự đoán di căn hạch. Vậy em tiến hành đề tài. Và theo Global Can năm 2022 thì ung thư phổi có tỷ lệ mắc và tỷ lệ tử vong hàng đầu đối với những cái bệnh nhân. Việc các chỉ số thu được trong hình ảnh PET chúng ta có giá trị hấp thu chuẩn, chỉ số giá trị hấp thu chuẩn, các chỉ số thể tích như MTV, TLG và cái chỉ số về tính không đồng nhất của khối u là chỉ số COV thì được tính theo công thức là SD chia cho SOV min. Việc đo đạc các chỉ số thể tích này thì phụ thuộc nhiều vào cái phương pháp vẽ ROI 3D để đo MTV. Thì có các phương pháp vẽ như là dựa trên ngưỡng hoặc là dựa trên thuật toán. Thì ngưỡng thì có ngưỡng cố định tuyệt đối, ngưỡng cố định tương đối dựa vào SOV mắc nền của tổn thương. Ở đây chúng em nghiên cứu trên 55 bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ được xác định giải phẫu bệnh, được chụp PET-CT trước khi điều trị đặc hiệu. Sau đó bệnh nhân sẽ được phẫu thuật cắt thủy phổi, nạo vét hạch vùng. Nghiên cứu của chúng em là hồi cứu kết hợp tiến cứu và mô tả cắt ngang. Chúng em lựa chọn những cái bệnh nhân đã được xác định ung thư phổi không tế bào nhỏ và được chụp PET-CT trước khi điều trị đặc hiệu. Và sau ngay sau khi chụp PET-CT thì bệnh nhân sẽ được phẫu thuật cắt thủy phổi, chứa khối u và nạo vét hạch vùng. Toàn trạng tốt. Chúng em loại trừ những cái bệnh nhân là mắc hai ung thư trở lên và đã được điều trị đặc hiệu trước khi phẫu thuật. Về các biến thu thập thì chúng em về đặc điểm của hình ảnh PET-CT chúng em sử dụng phương pháp đo MTV theo hai ngưỡng. Thứ nhất là ngưỡng 41% SOV mắc của tổn thương theo Hiệp hội Y học Hạt nhân châu Âu và ngưỡng SOV mắc của nền xung quanh tổn thương. Thì chúng em sẽ thu được các giá trị tại khối u nguyên phát như là giá trị hấp thu chuẩn, chỉ số giá trị hấp thu chuẩn, các chỉ số thể tích như là MTV, TLG theo từng ngưỡng và chỉ số không đồng nhất là chỉ số COV theo từng ngưỡng 41% SOV mắc và SOV mắc của nền xung quanh tổn thương. Đây là hai hình ảnh minh họa về việc đo đạc của chúng em. Chúng em thu được kết quả như sau, thì tỷ lệ bệnh nhân chủ yếu là từ 60 đến 69 tuổi và chủ yếu là các bệnh nhân là ung thư biểu mô tuyến. Chủ yếu các bệnh khối u thì ở giai đoạn là T1 và T2 và cũng tương đồng với nhiều các nghiên cứu của các tác giả khác. Giai đoạn bệnh chúng em chủ yếu là giai đoạn bệnh là 1A và 3A. Và giai đoạn bệnh này là giai đoạn theo giải phẫu bệnh sau mổ và chúng em sẽ so sánh cái hình ảnh PET-CT với cái kết quả giải phẫu bệnh sau mổ để xem vị trí hạch di căn và giai đoạn khối u là thế nào. Và khi so sánh đặc điểm hình ảnh của PET-CT với giai đoạn T thì chúng em nhận thấy là các chỉ số về giá trị hấp thu chuẩn như SOV mắc, SOV peak, SOVR, MTV và TLG thì có xu hướng là tăng lên theo giai đoạn T và cũng tương đồng với các tác giả khác đã nghiên cứu trong và ngoài nước. Và khi so sánh đặc điểm hình ảnh PET-CT với tình trạng di căn hạch thì chúng em nhận thấy là các chỉ số về thể tích như là MTV với ngưỡng nền, MTV với ngưỡng 41% SOV mắc và các chỉ số như là về hệ số biến thiên COV thì với ngưỡng nền và ngưỡng 41% SOV mắc đều cao hơn có ý nghĩa thống kê ở nhóm bệnh nhân có di căn hạch vùng. Và PET-CT thì cũng những cái chỉ số như là giá trị hấp thu chuẩn, chỉ số thể tích thì sẽ có sự khác biệt giữa giai đoạn bệnh.
Chúng em tiến hành phân tích đường cong rốc thì nhận thấy là đối với chỉ số COV với ngưỡng nền và ngưỡng 40% có giá trị diện tích dưới đường cong lần lượt là 0,8030 và 0,723 có giá trị khá là tốt. Đối với chỉ số MTV với ngưỡng nền và ngưỡng 41% thì diện tích dưới đường cong lần lượt là 0,705 và 0,690. Đối với chỉ số TLG với ngưỡng nền là có diện tích dưới đường cong là 0,676. Và chúng em tìm ra được một số điểm cắt off như là đối với COV với ngưỡng nền thì ngưỡng cắt off của chúng em là 29,23, cho độ nhạy của đồ đặc hiệu khá là tốt với độ nhạy là 70% và độ đặc hiệu là 91,4%. Còn đối với nghiên cứu của Park và Cộng sự thì ông tìm ra ngưỡng của COV đó là 41,9. Tuy nhiên là có sự khác biệt do phương pháp đo MTV. Đối với Park thì người ta sử dụng phương pháp đo MTV theo cái mốc là MV 2.5. Và chúng em nhận thấy là đối với những cái khối u có mức độ chuyển hóa mạnh thì ngưỡng 2.5 sẽ làm tăng cái giá trị MTV chúng ta thu được. Từ đó là có những sự khác biệt trong về ngưỡng cắt off. Phân tích hồi quy đơn biến thì chúng em nhận thấy là các yếu tố như là COV, MTV, TLG đều có tác động đến nguy cơ di căn hạch với cái chỉ số OR đều lớn hơn 1. Và đặc biệt là chỉ số COV với ngưỡng là nền thì có chỉ số OR là 24,9. Khi phân tích hồi quy đa biến thì chúng em nhận thấy là COV với ngưỡng nền, COV với ngưỡng 41%, MTV với ngưỡng nền thì có ý nghĩa tiên lượng độc lập đến tình trạng di căn hạch với độ mạnh của mô hình chúng em R bình phương bằng 0,8. Qua nghiên cứu 55 bệnh nhân thì chúng em thu được những cái kết quả như sau. Thì các chỉ số về thể tích, chỉ số về tính không đồng nhất cao hơn có ý nghĩa thống kê ở nhóm di căn hạch. Và các chỉ số như là COV với ngưỡng nền, COV với ngưỡng 41%, MTV với ngưỡng nền thì có ý nghĩa tiên lượng độc lập tình trạng di căn hạch ở bệnh nhân. Chúng em xin trình bày hai bệnh nhân minh họa. Thứ nhất là một bệnh nhân có khối u là giai đoạn T1C ở thùy dưới phổi bên trái, có chỉ số COV với ngưỡng nền là 34,16. Giải phẫu bệnh sau mổ để chứng minh bệnh nhân đã có di căn hạch N2. Và một bệnh nhân khác là cũng có khối u T1C ở thùy dưới phổi bên trái với có giá trị COV với ngưỡng nền là 25,9. Và đặc biệt bệnh nhân này chúng ta nhìn thấy có tình trạng tăng hấp thu NFG tại hạch bạch huyết trung thất và gây khó khăn rất nhiều trong chẩn đoán. Tuy nhiên thì giải phẫu bệnh sau mổ đã chứng minh bệnh nhân này có những cái hạch bạch huyết ở trung thất, đó là hạch viêm mạn tính. Rồi, em xin kết thúc bản trình bày của em xin trân trọng cảm ơn. Vâng, như vậy là rất là cảm ơn các đồng nghiệp là chúng ta đã kết thúc được cái phần của báo cáo sáng nay. Tuy nhiên theo giờ thì chúng ta đã bị quá giờ rồi và phải 12 giờ là không còn hơn được nữa, mà bây giờ là theo đồng hồ tôi là đúng 12 giờ. Do vậy mà cũng xin phép đồng nghiệp này sẽ chắc chắn là sẽ có nhiều điều mà chúng ta sẽ phải còn có cái phải trao đổi với nhau, nhưng mà cái quy định thời gian vì sau đó cái chúng ta phải chàng ra một công việc khác nữa. Thế thì do vậy mà xin phép là chúng ta không có phần thảo luận nữa. Nếu các đồng nghiệp nào mà có quan tâm thì xin liên hệ trực tiếp với các báo cáo viên. Đấy, thì trong sáng nay thì như vậy là chúng ta có 5 báo cáo, và 5 báo cáo này thì cũng điều rất đáng mừng là chúng ta rất là cập nhật với những cái gì đang diễn ra, thậm chí là rất rất cập nhật để mà nói lên đều là y học hạt nhân nói riêng và lĩnh vực các lĩnh vực khác của y học Việt Nam chúng ta đang tiệm cận với những vấn đề mà nóng hổi trên thế giới. Và hy vọng là trong thời gian sắp tới đây thì với cái sự phát triển mạnh mẽ của các chuyên ngành, trong đó có y học nhân, thì cái lĩnh vực y học nhân chúng ta sẽ càng ngày càng phát triển. Cụ thể là hôm nay là chúng ta có 5 báo cáo thì hầu hết là nói về những cái công nghệ mới về PET-CT hoặc là những ứng dụng của PET-CT, và đặc biệt là báo cáo của Phó Sư Hà là nói về cái vai trò của y học nhân, đặc biệt là các cái kỹ thuật mà ứng dụng đánh dấu các cái các thủ thể đặc hiệu trên các cái tế bào ung thư mà để giúp cho quá trình điều trị và thực hiện cái theranostic. Thế thì có một vài lời chia sẻ như vậy vì thời gian cũng còn nữa, và chúng ta còn có ba ngày mai ngày kia nữa, chúng ta còn có dịp thì chúng ta sẽ có một cái trao đổi tiếp theo. Xin mời Phó Sư Hà. Vâng, thế thì sau đây chúng ta sẽ trước khi kết thúc thì
Duy đề nghị rằng có những cái vấn đề mà anh em anh Tuynh rồi anh Cảnh là một số các bác sĩ khác có muốn bàn ở cái chi hội của mình thì tôi cũng đã trao đổi với khoa, thì chúng ta sẽ thống nhất vào buổi chiều cuối ngày mai nhỉ, hoặc là có cái phiên nào chúng ta có rỗi thời gian thì chúng ta sẽ bàn thêm một số cái công việc mà chúng ta có thể là thống nhất được ngay thôi, không có gì khó khăn cả, để cho là chúng ta cùng thống nhất để trong cái thời gian tới cái chi hội y học hạt nhân của chúng ta sẽ tiếp tục phát triển hơn nữa. Một lần nữa thì thay mặt cái chủ tọa đoàn của cái phiên này rất là cảm ơn các quý vị đại biểu đã tham dự, và tôi cái buổi cái session này là kết thúc. Rồi, cảm ơn các quý đồng nghiệp, chúng ta kết thúc đây. Vâng.